khu vực trong đây mùa này vẫn chưa có nước nhiều quý vị khán giả. Thì cũng hy vọng là có một trận mưa lớn để mát mẻ nơi đây. Giờ kêu mặt chuẩn bị hay nào cũng có một đám mưa lớn. Bắt giới kêu tới rất là nhiều luôn. Nguyễn Quy Lập mến chào quý vị khán giả đang xem kênh. Chúc tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay em trở về Thác Sơn Bảy Núi thì em có ghé qua núi Cấm để mà em ghi hình lại xem thời tiết trên đây mùa này như thế nào rồi, để cho quý vị khán giả xem lại cái video này ở trên núi Cấm. Thời tiết hiện nay rất mong quý khán giả bấm like và đăng ký kênh ủng hộ. Bây giờ em sẽ ghi hình lại cái video này cho quý khán giả mình cùng xem, thì quý khán giả đồng hành cùng em ở cái video này. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Ở núi Cấm, bầu trời trên núi Cấm hôm nay cũng hơi vui vui rồi, nghe chuyển mưa nghe quý vị khán giả. Mình cũng đừng có tin lại đồng thổi ai là khô hạn ngán ngán gì nghe cả nhà. Đó, tại hy vọng là một đám mưa lớn ở tại nơi đây cho mát mẻ. Hồ Thủy Liêm này cũng còn nước nhóc nách nào quý vị khán giả. Cá cũng còn sống rất là nhiều nha. Chỉ có một phần trong bờ thì nó khô thôi. Đây, khách người ta đến đây người ta tham quan nhóc nè, xem ngắm cá nè, cá sống rất là mạnh khỏe luôn. Gió qua gió quý vị khán giả ơi, thấy trời cũng rất là chuyển này. Chắc có lẽ cũng sắp có mưa rồi. Nay du lịch nhiều quá. Ừ. Tháng này đầu năm người ta đi chùa nhiều. Năm. Tới khu bán đồ ăn rất là nhiều, có quà lưu niệm nữa. Đó có cái được nhiều đó. Kia nhóc. Đó cái được gì? Wow, vô phi rồi. Thì ở đây nhìn qua mấy nhiều nè, dài đáng luôn, hết cái mé này luôn, quá nhiều luôn. Nó dồn ra tuyết bên kia luôn. Cá dài qua tới mé bờ kia luôn. Bự không ạ? Đây. Ừ. Thức ăn nè. Cá cá nè. Rùa ba ba gì nữa nè. Có bà con. Nè, rùa ba ba. Mình là nó đồ ăn là đi đêm. Mấy đồ chơi, đồ chơi quà lưu niệm có rất là nhiều. Một món để dành nói đồ chơi. Quay về tuổi thơ. Quay về tuổi thơ nè. Đúng không? Đậu này rất là nhiều luôn các bạn. Bên ngoài tượng Phật Di Lặc nè, quá đẹp luôn nha. Thank you.
bên đây ta thêm khác rất là nhiều. Phía bên trong của Phật Di Lặc đây nha, ra vô dân hương rất là nhiều. Thưa quý anh chị, đi vô dân hương rất là nhiều cả nhà. Tin ai là khô hạn hạn hán gì nghe cả nhà. Đó, thời tiết là do trời. Khu vực khô này thì có lẽ mưa xuống sẽ có nước trở lại thôi quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay em thả quay trở lại với Thiên Cấm Sơn để em coi cái thời tiết nơi đây coi như thế nào và có khô hạn hay là còn nước. Thì đến đây video của em xin được kết thúc. Chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Quý vị khán giả nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh em được phát triển. Hẹn gặp lại quý vị khán giả những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Chú anh chị hãy đi du lịch cúng viếng và chụp ảnh lưu niệm và nhiều.
quý anh chị vòng vòng ngoài nước mà bây giờ từ đi đến đây quý anh chị.